Rồi. Hôm nay là thứ hai, tối thứ hai, 9 giờ 56 phút, là 10 giờ tối, đi đỡ khối cho hai bé hợp mông cọc. Quá đẹp luôn, bé đực, cọc đuôi nè, đẹp nha. Bé cái là chiếc. Đó. Quá đẹp. Rồi, đi đỡ phố nha, tối nay khách gọi gấp quá, chủ cho cái mới đi rước bé gái về hôm mông cọc nha. Bé đực. Bé đực là tên gì? Deco, Deco. Deco. Ừ. Đẹp mà. Rồi, hôm nay đi đỡ phối nha. Đỡ phối cho hai bé hầm mông cọc. Bé gái thì nhát sợ mà cũng hơi dữ vì mới tới chỗ lạ, nhưng mà mình phải khớp lại vì bé sợ phải chạy á, cho nên phải cột vô trong cái lồng cho chắc ăn, chứ nếu không là bé chạy luôn nha. Rồi nay mình đi đỡ phối ha, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bé hầm mông nè, hầm mông cọc.